Đơn vị thi công máng này là đơn vị gì em nhỉ? Đơn vị đang thi công lòng máng ở xã Liên Phương. Đây là lòng sông ở khu vực thôn Đông Tiểu. Mình là đơn vị thi công nào anh nhỉ? Mình là đơn vị thi công nào nhỉ? À em không biết tên gì. Thế là anh chỉ là dân công đi làm thôi. Anh là công nhân của công ty hay là công nhân ngoài?
đi làm vất vả như này, nhà vợ con tưởng đi chơi đấy, nhưng mà thực đến chỗ làm thì thấy là chồng con cũng vất vả chứ sướng gì đâu. Và kiếm được một đồng cũng vất vả lắm, vợ con cứ tưởng là chồng đi chơi. Anh ở đâu? À, tôi thì ngay đây, đi 10 phút về đến nhà. Tin độ thì vẫn phải làm thôi. Vào ca là như khi phải cố. Anh mà không đứng ở cạnh anh đứng dưới là ủng ngạt luôn, tức là nhiều bùn nắng. Tôi lại không nhất đấy.